chào tất cả các bạn. Cái video này mình quay cho các bạn xem cái dược liệu Trinh Nữ Hoàng Cung của bên mình đang cung cấp. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là củ giống Trinh Nữ Hoàng Cung. Còn đây là lá khô Trinh Nữ Hoàng Cung. Mình đã phơi khô tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Và khi mà mình gửi đi cho khách hàng thì đây là một túi là có khối lượng là 1 kg. Có khối lượng 1 kg thì mình đóng một cái túi là 40-60 là như thế này. Thì Trinh Nữ Hoàng Cung có công dụng thường biết đến đó là điều trị, hỗ trợ điều trị những cái bệnh về ung thư tử cung này, u xơ tử cung này, u nang buồng trứng này, u vú ở phụ nữ này, và điều trị về ung thư tuyến tiền liệt của nam giới, có tác dụng ức chế cái sự phát triển của khối u, các tế bào ung thư. Ở đây với công cái dược liệu Trinh Nữ Hoàng Cung này, khi mà mình gửi đi cho khách hàng thì mình có ghi là tên dược liệu, công dụng và cách dùng của cái dược liệu này. Đó thì mình quay cái video này để cho bạn xem là cái sản phẩm trực tiếp mình mua và mình nhận được khi mà mình đặt hàng bên mình. Mình hiện tại mình đang cung cấp lá khô Trinh Nữ Hoàng Cung này, củ giống Trinh Nữ Hoàng Cung và lá tươi Trinh Nữ Hoàng Cung. Thì mình cũng xin nói với các bạn là nó sẽ chỉ có mùa thôi. Mình gửi đa số mình sẽ gửi những cái tỉnh ở ngoài phía Bắc. Thì lý do vì gửi trong Nam cái lá Trinh Nữ Hoàng Cung rất là nhanh hỏng, gửi đi là cực kỳ nhanh hỏng. Thế nên là sợ là khi mà các bạn nhận hàng thì nó sẽ hỏng. Còn cái củ này thì vô tư này. Đây là cái củ là mình đã tách mẹ mình trồng được khoảng 1.5 năm. Thì cái củ này mới có cái kích thước nó như thế này. Mà khi mình gửi đi thì có cả củ to củ nhỏ. Đây là củ to củ nhỏ. Trong hình dạng củ nó sẽ như thế này. Nó to như cái củ với củ to thì mình cầm đó. Củ vừa vừa nó to như quả trứng vịt này. Các bạn có thể nhìn rõ này. Và củ Trinh Nữ Hoàng Cung hoàn toàn rất là dễ trồng. Nó giống như củ hành tây ấy. Dễ trồng cực kỳ. Có thể trồng trên bồn cây này, như một chậu hoa cảnh, hoặc là mình trồng ở dưới đất, gần đất. Còn lá với lá Trinh Nữ Hoàng Cung khô thì lá thì với khi đây là cái màu sắc của lá khi phơi khô. Và mình để nguyên lá, mình không thái. Mình để nguyên lá dài như thế. Lá Trinh Nữ Hoàng Cung dài khi mà nó đủ thu hoạch thì nó có kích thước khoảng 50-60 cm. Và khi về các bạn có thể lấy ra, hoặc là mình cắt nhỏ ra cũng được. Vì lý do là mình không cắt nhỏ vì một vài trường hợp là sợ trộn hàng hoặc hàng giả, thì là mình sẽ không cắt nhỏ như vậy. Mình để nguyên lá. Đây là mình quay cho bạn xem cái trực tiếp này. Các bạn có thể mua hàng thì liên hệ với mình qua cái số điện thoại mà mình để dưới video, hoặc có thắc mắc gì kết bạn Zalo, mình sẽ xin trả lời. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.